Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và tối ngày hôm qua, bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời mát. Từ đêm ngày 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Thanh Hóa đến Nghệ An thì nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ. Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, sáng nay sẽ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, sau đó sẽ có mưa rào và dông rải rác ở vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, từ gần sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 đến cấp 5, từ gần sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7 đến cấp 8.
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc cấp 4 đến cấp 5, riêng Bình Thuận từ gần sáng chuyển dần gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Chami hay còn gọi là bão số 6 có thể giật cấp 14 trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, gây ra tình trạng mưa sông, gió mạnh, sóng lớn. Được biết, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, khả năng gây ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, bão số 6 có khả năng mang theo một lượng mưa lớn vào miền Trung từ ngày 27 tháng 10. Kịch bản mưa hiện tại cho thấy các tỉnh từ Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ có mưa đợt đầu từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10. Các tỉnh từ Quảng Trị tới Phú Yên sẽ có mưa lớn trong đợt 2 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Mưa lớn nhất ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hầu hết các tỉnh trong vùng màu vàng đều có tổng lượng mưa tích lũy trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Được dự báo lớn hơn 500mm cả đợt. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang mạnh lên thành bão Chami và xu hướng vào Biển Đông, hoàn lưu bão rộng. Trong khi đó, những ngày qua, khu vực miền Nam đã xuất hiện mưa lớn. Liệu hoàn lưu của bão Chami có phải là nguyên nhân gây ra mưa lớn cho miền Nam hay không? Mời quý vị cùng lắng nghe lý giải của chuyên gia. Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Chami. Đây là cơn bão thứ 20 trên Thái Bình Dương trong năm nay. Theo bản đồ mây vệ tinh, vùng mây từ cơn bão này kéo dài hàng ngàn cây số tới tận miền Nam. Đây có phải là đuôi bão và sẽ gây mưa to cho Nam Bộ? Phân tích về vấn đề này, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ, cho biết hiện có một dải hội tụ nhiệt đới nối từ vùng thấp ở vịnh Bengal qua Nam Bộ. Dải này nối tiếp vào vùng thấp trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và cơn bão Chami. Do đó, mây rông, ẩm có xu hướng hội tụ lại trên dải này. Đây chính là yếu tố gây mưa cho miền Nam hiện nay. Bà Lan nhận định, thoạt nhìn thì giống đuổi bão, nhưng bão này còn xa và cấp độ chưa thể có hoàn lưu rộng như vậy. Mưa xuất hiện là do các nhiễu động nằm trên dải hội tụ nhiệt đới. Bà Lan nói thêm, khi vào Biển Đông, bão sẽ mạnh lên nhưng ở mức bão mạnh, chứ không phải mạnh như siêu bão Yagi hay Krathon. Lúc này, rìa phía tây nam của bão có thể làm Nam Bộ mưa. Khi càng vào sâu hơn thì gây mưa cho Trung Bộ và Bắc Bộ. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, thông tin và truyền thông, ngoại giao về việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Nội dung công văn đề nghị các bộ, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định khẩn trương triển khai các giải pháp. Đối với trên biển, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, bao gồm cả tàu du lịch, đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với trên đất liền, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Chỉ đạo cơ quan phát thanh truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu cùng với hiện tượng El Nino và La Nina đã khiến cho các cơn bão mạnh xuất hiện nhiều hơn và tác động đến đất liền của Việt Nam nhanh hơn. Đây là nhận định được ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tại tọa đàm Thích ứng với thiên tai ngày càng dị thường, khốc liệt được tổ chức vào sáng ngày hôm qua. Phân tích về xu thế thiên tai cũng như các cơn bão tác động vào Biển Đông và đất liền Việt Nam trong thời gian tới. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh, dưới tác động của biến đổi khí hậu thì các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa, rét hại, nắng nóng, khô hạn còn gia tăng về tần suất, cường độ. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu gây ra sự nóng lên toàn cầu, gây ra hiện tượng nước biển dâng, khiến các thiên tai xảy ra trầm trọng hơn trước. Ông Cường nhận định, với các cơn bão, theo đánh giá của các nhà chuyên môn về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thì chưa có dấu hiệu tần suất bão tăng lên, nhưng có dấu hiệu rõ ràng là bão mạnh tăng lên trong thời gian gần đây. Minh chứng ngay Việt Nam, liên tục các năm 2016, 2017, 2020, 2021 và năm nay xuất hiện ngày càng nhiều cơn bão mạnh trên cấp 12 ở trên Biển Đông và ảnh hưởng tới đất liền. Như vậy, có thể khẳng định xu thế các cơn bão mạnh sẽ nhiều hơn và tác động vào đất liền nhanh hơn, nhiều hơn cùng với biến đổi khí hậu. Những năm El Nino thường xuất hiện những cơn bão mạnh, còn La Nina sẽ xuất hiện nhiều bão hơn. Chuyển sang những tin tức thời tiết quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cơ quan thời tiết Philippines Pagasa mới đây đã cho biết, sau khi đi vào khu vực theo dõi của nước này, bão Jami, tên địa phương là Christine, đã tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành cơn bão cuồng phong trong những ngày tới. Theo bản tin bão mới nhất sáng ngày 22 tháng 10 của Pagasa, vị trí tâm bão Christine cách thủ phủ Virac, tỉnh Catanduanes, Philippines trên đảo Luzon khoảng 390 km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 65 km/h, cấp 8, gió giật 80 km/h, cấp 9. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h. Pagasa cảnh báo gió mạnh, sóng cao sẽ xuất hiện ở một số vùng biển Philippines. Do đó kêu gọi mọi tàu thuyền, thủy thủ đoàn và khách du lịch trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc ở lại các bến cảng. Cơ quan quản lý cảng Philippines PPA và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines PGG đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng ứng phó với khả năng bão Christine dữ dội hơn. Mọi cảng biển Philippines được yêu cầu tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện mà bão có thể gây ra đối với các cơ sở hạ tầng, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa thiên tai. Hàng loạt cơ quan chính quyền trường học các cấp trên đảo Luzon, Visayas, Mindanao của Philippines buộc phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão. Nhiều cơ quan khí tượng khu vực và thế giới dự báo bão Christine có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi khu vực theo dõi của Philippines vào ngày 25 tháng 10. Christine là cơn bão nhiệt đới thứ 11 mà Philippines đương đầu kể từ đầu năm đến nay. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của báo điện tử VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.